Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề thực hành tiết kiệm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Ở phần đầu của chương trình, các vị khách mời tham gia tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, ông Hồ Thành Hiên, Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy và ông Lê Thành Công, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chia sẻ về những kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước ta nói chung, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh Tây Ninh nói riêng, cũng như việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về thực hành tiết kiệm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, đầu năm 2023, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quát về nội dung của tác phẩm quan trọng này. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, 1 tháng 2 năm 2013, 1 tháng 2 năm 2023. Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những đun nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Cái sự lan tỏa của cái cuốn sách này ấy, thì nó có những cái hiệu ứng rất là tốt đẹp, rất là tích cực. Nó giúp cho cái việc lan tỏa cái quan điểm, cái quyết tâm của Đảng, Nhà nước về cái công việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nó giúp cho tạo ra cái sự đồng thuận trong nhân dân, có một cái quyết tâm ủng hộ Đảng, Chính phủ, Nhà nước rất là cao về cái cuộc như thế này. Và chúng ta buộc phải xây và chống kết hợp với nhau. Nó thể hiện được cái việc là chúng ta làm sao chúng ta phải chữa trị, làm sao chúng ta phải chống, chúng ta phải khắc phục những cái khuyết tật, những cái hạn chế, những cái yếu kém trong cái việc là xây dựng Đảng để làm sao để giúp chúng ta có một cái Đảng ngày càng khỏe mạnh, ngày càng toàn diện, ngày càng đủ sức lực, trình độ, sáng suốt để mà lãnh đạo đất nước đạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đưa được những cái uy tín, những cái vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường thế giới. Cuốn sách này đối với tôi thì nó là một tài liệu thứ nhất là về mặt lý luận, cung cấp những vấn đề lý luận chung nhất về tham nhũng, về tiêu cực. Bên cạnh đó, nó cũng là một tài liệu rất là thực tế, bởi vì qua những thời kỳ, những nhiệm kỳ đại hội gần đây nhất là đại hội 11, đại hội 12 và đại hội 13, thì trong cuốn sách đã đưa ra những số liệu cũng như là thực trạng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và trong quá trình giảng dạy, trong các nội dung ở chương trình lý luận chính trị thì chúng tôi thường sử dụng những trích dẫn, những câu nói, những số liệu ở trong này để có thể thuyết phục và minh chứng cho nội dung giảng dạy của mình được sinh động và thực tế hơn. Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này,
bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội xâm, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go. Phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, sáng ngày 2 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã làm lễ ra mắt cuốn sách. Xin được trở lại với câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã để lại ấn tượng gì với ông ạ? Cuốn sách của Tổng Bí thư có thể coi đây là cái cuốn cẩm nang, cuốn sách gối đầu giường của mỗi cán bộ đảng viên. Qua nghiên cứu cuốn sách thì tôi càng hiểu thêm đầy đủ hơn về cái quá trình công tác, cống hiến, phấn đấu, rèn luyện của Tổng Bí thư từ khi còn là một viên chức cho đến vị trí cao nhất, cho lãnh đạo cao nhất của Đảng. Và quan trọng nhất là trong cuốn sách này thì Tổng Bí thư đã tổng kết khái quát toàn bộ cái quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, những cái định hướng đề ra cho cái cuộc đấu tranh này, cũng như là những cái đánh giá của các cái đại biểu các quốc tế, rồi các đại biểu nhân dân, và đặc biệt là nêu ra những cái nhiệm vụ, giải pháp mà mỗi cán bộ đảng viên chúng ta cần phải quán triệt, cần phải tự soi đối với bản thân mình trong mọi cái hoạt động, trong quá trình công tác, để tránh mắc vào những cái khuyết điểm hoặc là có những cái biểu hiện liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Và hơn nữa thì với một cái môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học thì cuốn sách cũng là một cái tài liệu rất quý trong cái quá trình đội ngũ giảng viên chúng tôi quán triệt đưa vào những cái bài giảng truyền đạt tới các thế hệ học viên. Đây là những cán bộ lãnh đạo quản lý hoặc là quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trong tương lai của đất nước, của các địa phương, giúp cho mọi người cùng có cái nhận thức chung, và từ đó thì cái tổ chức thực hiện và đặc biệt là chấp hành đúng các cái quy định của Đảng, pháp luật nhà nước liên quan đến phòng chống tham nhũng tiêu cực. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng. Vâng, thưa ông Hồ Thành Hiên, thì theo ông thì cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm hiện nay ạ? Như chúng ta đã biết thì cuốn sách về phòng chống tham nhũng tiêu cực được ra mắt vào tháng 3 năm 2023. Đây là cái dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng là dịp 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban biên soạn. Thì ở Tây Ninh thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức cái hội nghị trực tuyến phổ biến giới thiệu nội dung cốt lõi của cuốn sách, giá trị tác phẩm vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 với khoảng là trên 8.000 lượt người dự. Thì cuốn sách có một cái vai trò rất là quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nó là cẩm nang về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, cung cấp cả một cái hệ thống lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời nó cũng định hướng cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Cuốn sách đã góp phần
phản bác những cái luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta, của nhân dân ta. Giá trị ý nghĩa to lớn của cuốn sách cũng chính là cái điều mà đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo muốn gửi gắm qua cuốn sách, là chúng ta phải hãy biến những cái tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, bài học về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cuốn sách thành cái hành động và thực hiện để có hiệu quả ở thực tế. Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định, là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, thời gian qua, với góc nhìn phiến diện cùng động cơ chính trị thiếu trong sáng, nhiều thế lực thù địch phản động đã tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của cuốn sách nêu trên. Chúng cho rằng việc xuất bản cuốn sách chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi của một cá nhân lãnh đạo. Nội dung cuốn sách mang tính chất mị dân, ru ngủ quần chúng hay là phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam chỉ là khẩu hiệu hình thức. Ngay khi cuốn sách này ra đời đó, thì các thế lực thù địch cho rằng cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta là cuộc đấu đá nội bộ thôi. Lấy cái danh nghĩa chống tham nhũng để phe này xử lý phe kia, nhất là chuẩn bị đại hội các cấp, nhất là đại hội lần thứ 14 của Đảng ta. Hay là họ xuyên tạc rằng cái tham nhũng nó như là một cái gì đó của chủ nghĩa xã hội, vân vân. Thì cuốn sách này đã chứng minh rằng thứ nhất, tham nhũng nó là một khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, và ở đâu, nước nào, chế độ nào, khi còn nhà nước thì những điều kiện tham nhũng vẫn có thể xảy ra. Đấy không phải là căn bệnh riêng của chủ nghĩa xã hội của đất nước chúng ta mà của các thế giới này, và điều đó là thực tế hoàn toàn đúng. Và thứ hai, cuốn sách này khẳng định cái thái độ, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng này. Cuộc đấu tranh này phải rất kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng phải rất lâu dài, không thể một ngày một giờ được, phải rất căn cơ căn bản và phải rất kiên quyết. Và các ông chí thấy rằng thái độ của Đảng ta kiên quyết ngay từ khi Đảng ta thành lập đến nay, từ thời Bác Hồ cho đến nay, bởi vì tham nhũng nó là một nguy cơ dẫn đến sụp đổ chế độ chính trị. Và cái cuốn sách này nó trở thành một vũ khí rất sắc bén để phản bác lại những luận điệu sai trái đó. Có thể khẳng định cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là cẩm nang quan trọng về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chưa bao giờ cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng của chúng ta được tiến hành một cách toàn diện, triệt để và hiệu quả như ngày nay. Và cũng chưa bao giờ cái đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta lại tiến hành một cách triệt để và kiên quyết như bây giờ, không có vùng cấm. Điều đó đã được chứng minh trên thực tiễn. Và cũng chưa bao giờ là số lượng quan chức, số lượng người phải vào tù nhiều như bây giờ. Thì đó là cái mà chúng ta đang làm sạch nội bộ Đảng, làm sạch hệ thống chính trị bằng cách là gì? Chặt một cành để cứu cây, bắt những con sâu mọt để cứu cả cây, chặt một cây để cứu rừng. Đó là phương châm của chúng ta. Cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa to lớn của cuốn sách mà các thế lực thù địch phản động cố tình rêu rao là hoàn toàn sai trái, phiến diện, cần bị vạch trần và đấu tranh bác bỏ. Câu hỏi tiếp theo sẽ được kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng. Khi cuốn sách ra đời thì các thế lực thù địch đã xuyên tạc như thế nào? Và cuốn sách có giá trị như thế nào trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc
về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta, thưa ông ạ? Khi cuốn sách ra đời thì đối với toàn đảng, toàn dân chúng ta đó là rất có ý nghĩa. Tuy nhiên là các thế lực thù địch thì cũng sẽ tìm mọi cách để mà xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá, rồi nêu ra những cái phản bác đối với những cái quan điểm được nêu ra. Đấy. Thế thì ví dụ như là người ta nêu đến cái việc là cái cuốn sách này được phổ biến rộng rãi rồi khắp nơi như vậy thì có cái biểu hiện gì đó của cái việc là sùng bái cá nhân. Đấy, hay là khi nêu đến những cái kết quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, rồi là cái việc xử lý những cán bộ lãnh đạo, kể cả cán bộ cấp cao, các tướng lĩnh, thì có thể có những cái tư tưởng xuyên tạc, quan điểm xuyên tạc về việc là chúng ta đấu tranh phe nhóm, bè phái, rồi là lật đổ nhau, vân vân. Thế thì qua cái quá trình nghiên cứu cuốn sách này, và chúng tôi thấy rằng là trong này những vấn đề liên quan đến cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được Tổng Bí thư nêu từ rất sớm và phân tích dưới góc nhìn rất là khoa học, khách quan. Đấy, và chính với cuốn sách này và cùng với cái kết quả thực tế của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng, Nhà nước ta đã triển khai trong thời gian qua, đấy, thì để khẳng định được là giữa những cái lời nói, những cái định hướng chủ trương của Đảng với thực tế của chúng ta là hết sức là khách quan, phù hợp, chứ không phải hoàn toàn, không phải đây là một cuộc đấu tranh nội bộ, phe phái, phe nhóm, hoặc là có những cái biểu hiện gì đó nó tiêu cực, sai lệch. Và nó đã thể hiện đúng cái quyết tâm của Đảng nêu trong văn kiện, đó là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng. Vâng, thưa ông Lê Thành Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, biện pháp để triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả chuyên đề năm 2024 về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong đảng bộ tỉnh như thế nào ạ? Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề này, thì theo tôi thì có 4 cái biện pháp, cái công việc cần phải lưu ý. Cái thứ nhất là vai trò của các cấp ủy đảng, đặc biệt là cấp ủy cơ sở, đưa ra cuộc kế hoạch để thực hiện cái chuyên đề này là phải thật sự cụ thể, đặc biệt là sẽ chọn được 2 cái công việc cụ thể để mình tổ chức thực hiện trong cái cơ quan đơn vị của mình. Thì từ đó thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà trong thực tế nó sẽ đặt ra, ngoài những cái việc chúng ta học lý thuyết. Cái thứ hai là tôi thấy rằng để thực hiện tốt cái chuyên đề này thì vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ lãnh đạo, những người đứng đầu về thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, thì những người đứng đầu phải là người đi đầu, đi tiên phong trong cái cơ quan đơn vị ở địa phương mình. Thì đó là cái vai trò của người đứng đầu. Việc thứ ba tôi thấy là để thực hiện tốt chuyên đề này là phải có sự kiểm tra, giám sát. Thì cái việc kiểm tra, giám sát này thì những tổ chức đảng phải có những cái kế hoạch thực sự cụ thể để kiểm tra từng việc làm của các đồng chí đảng viên, xem là đã đưa vào trong cái kế hoạch mình là thực hiện cái việc đó thì thực hiện nó đạt chưa, tốt chưa, để chúng ta chấn chỉnh. Việc cuối cùng, cái thứ tư là cái vai trò của nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng tiêu cực, thì vai trò nhân dân để phát hiện những cái vụ việc tiêu cực, lãng phí, để giám sát việc thực hiện của đảng viên, của cán bộ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong
chống tham nhũng, chống tiêu cực như thế nào. Thì bốn cái vấn đề đó tôi thấy rằng là cần thiết để cái chuyên đề này nó đi vào cuộc sống, nó thực hiện được trong cuộc sống. Dạ, vâng ạ. Chính 93% cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đó là kết quả điều tra dư luận xã hội về công tác phòng chống tham nhũng do Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện vừa qua. Toàn dân và đảng ta, các đồng chí đảng viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và với sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng tại trên tất cả đất nước ta là làm sao cho nó thực sự không còn những cái tiêu cực mà ảnh hưởng tới đời sống của người nhân dân. Và nhân dân rất tin tưởng. Kết quả to lớn đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực những năm qua không chỉ dừng lại ở con số hàng ngàn vụ án được điều tra, hàng chục ngàn bị cáo bị truy tố, xét xử nghiêm minh, hàng trăm ngàn tỷ đồng, hàng chục ngàn hecta đất được thu hồi về cho nhà nước. Mà điều quan trọng nhất là củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với đảng, nhà nước. Dù gian khổ, phức tạp, dù cam go, dù có mất đi một số cán bộ nữa, đau đớn chứ. Mất người là mất lớn nhất, đau đớn. Mất tiền, mất của có thể đền được, mất người là mất hết. Đấy. Nhưng chúng ta vẫn tin rằng đảng ta nhất quán với quan điểm đường lối chỉ đạo của mình và lại được có nhân dân ủng hộ. Trong các quyết định của đảng ấy, quyết định chống tham nhũng là một quyết định được lòng dân lắm, được dân ủng hộ. Thì cái cơ sở xã hội như thế đấy sẽ giúp cho chúng ta tin tưởng rằng đấu tranh chống tham nhũng dù khó khăn đến mấy cũng vẫn thắng lợi. Và chúng ta có một bộ máy trong sạch từ đảng đến nhà nước đến đoàn thể thì nhân dân sẽ được thưởng hạnh phúc và chúng ta sẽ thắng lợi. Tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đảng ta lãnh đạo và nhà nước đang quản lý và toàn dân đang thực hiện. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay là công cuộc, là một cuộc chiến của toàn dân. Trong đó hệ thống chính trị làm nòng cốt, trong đó cán bộ đảng viên là mũi nhọn, là trọng tâm. Và cái lực lượng chức năng đó là những cái cơ quan như là Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp, rồi các cơ quan thực thi pháp luật, đó là những nơi mà chịu trách nhiệm để thực hiện cái việc đó. Một lần nữa có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của đảng, mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Với phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta tiếp tục được phát huy và ngày càng giành được nhiều thắng lợi, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Câu hỏi tiếp theo thì xin được hỏi ông Hồ Thành Hiên ạ. Trong thời gian tới thì để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì tỉnh Tây Ninh đã quan tâm đến những nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nào ạ, thưa ông? Theo tôi thì trước tiên là các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt 5 cái nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong cái nghị quyết số 03 của tỉnh ủy. Trong đó thì tập trung một số cái nội dung cụ thể như thế này. Cái thứ nhất là phải quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thứ hai là phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng cái văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Thứ ba là phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát những cái lĩnh vực địa bàn mà dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, theo dõi đôn đốc việc thực hiện thanh tra, kiểm tra. Cái thứ tư thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải đẩy nhanh tiến độ xác minh,
điều tra, xử lý các cái vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là các cái vụ do Trung ương giao và các cái vụ mà đang tồn động kéo dài, tiếp tục thì rà soát, đưa các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tồn động, kéo dài vào quỹ diện ban chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và xử lý, đảm bảo nguyên tắc là tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó. Cái thứ năm này phải phát huy tốt hơn nữa cái hiệu lực, hiệu quả trong cái công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức đoàn thể chính trị của xã hội. Vâng, và câu hỏi tiếp theo xin được kết nối trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng. Thưa ông, thì trong năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng. Trong đó thì có quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Điều này thì có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay ạ, thưa ông? Quy định 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Đây là một cái bước hoàn thiện so với cái quy định 205 năm 2019, là một bước có thể nói là rất quan trọng trong công tác cán bộ cũng như trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ. Thì cả về mặt lý luận và thực tiễn thì Đảng ta đều khẳng định là cán bộ giữ vai trò quyết định, và công tác cán bộ thì là then chốt của then chốt. Chính vì thế mà cái việc ban hành quy định này nó giúp cho cái quá trình triển khai các bước, các quy trình của công tác cán bộ được khách quan, dân chủ, công tâm, và thực sự lựa chọn được những cái cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ, năng lực để mà tham gia đóng góp vào cái quá trình lãnh đạo, quản lý, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Vậy thì ông tin tưởng và kỳ vọng điều gì vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới ạ? Quá trình vận động và phát triển thì những cái biểu hiện tiêu cực trong tham nhũng tiêu cực trong bộ máy, trong hệ thống của chúng ta cũng không phải là ngay một lúc, một thời gian làm ngay và tiêu diệt được ngay. Đấy, nên là Đảng ta cũng đã xác định là cái cuộc đấu tranh này sẽ còn rất dài và cũng còn phải rất nhiều gian khổ. Đấy, và tôi tin tưởng rằng bản thân tôi, quá trình nghiên cứu tôi nhận thức và tin tưởng rằng là cuộc đấu tranh này sẽ được Đảng ta tiếp tục thực hiện với những cái phương châm, những cái quyết tâm đã được nêu ra trong thời gian tới. Đấy, và nó cũng là một cái xu thế vận động tất yếu của một cái xã hội hiện đại văn minh, phù hợp với các cái chuẩn mực chung của quốc tế. Và nó cũng tất nhiên là cái cuộc đấu tranh này cũng sẽ rất là khó khăn, phức tạp, bởi vì nó sẽ liên quan đến nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều cấp, và thậm chí là kể cả nó liên quan đến những người, nhiều cán bộ có chức có quyền, nên chắc chắn cuộc đấu tranh này sẽ tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên là những cái khó khăn, thách thức thì cũng phải rất là lớn, và trong quá trình đó thì Đảng, Nhà nước ta phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, các cơ chế, các quy định để chúng ta có thể thực hiện cái cuộc đấu tranh này một cách hiệu quả nhất. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói những năm qua, công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng và những kết quả nổi bật. Qua đó, không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, mà còn góp phần củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước cũng đang đặt nhiều kỳ vọng về những bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng trong những năm tiếp theo.
Chương trình tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Một lần nữa thì cũng xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.